kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, chờ gì mà cồng cành thế ông tướng kia, em mời các bác đón xem. Rồi, mày xong rồi. Hàng loạt xe ô tô bị ngập nước luôn, nhìn mà xót quá, các bác ạ. Xe Mazda dừng xe ngang ngược và cái kết bị bác xe máy cho bay gương luôn. Lần sau chừa nhé ông tướng Mazda. Ông tướng đi xe Vios thể hiện cái gì không biết, đi đổ xăng, đến lúc trả tiền mà vứt luôn tiền xuống đất để bắt nhân viên nhặt, đầu không mang não mà vẫn đi ô tô à. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thanh niên nhảy trộm xe quay trắng cực kỳ mất dạy luôn, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, truy tố hình sự luôn à. Rồi, mày xong rồi. Em mời các bác đón xem tình huống chim mồi đến từ xe con màu đỏ, nhưng bác tài xe gắn cam hành trình cực kỳ tỉnh táo, đã tránh được bẫy, các bác ạ. À.
gì vậy bà nội? Nhục, bà nhục. Cụ Mẹc Đỏ có tiền mua xe sang nhưng không mua nổi ý thức. Cụ này lấn làn xe bác gắn cam hành trình luôn, các bác ạ. Ăn đu! Được của nó đấy! Xe dân sự mà lắp còi công an hú loạn lên thế à? Theo các bác trường hợp này xử lý như nào ạ? Hãy để lại bình luận ở cuối video này. Các bác xem video của em, thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh. Xe ô tô bị cháy rụi ở bên đường luôn, nhìn mà thấy xót quá, các bác ạ. Các bác thấy xe này thế nào ạ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ừ. À, số 1 sang Hoàn Tiến. Số 1 của này à? Đúng rồi. Nào nhìn mình trước đi à. Ui giời ơi. Chặn thôi. Dịch đi thế chết em. Đấy xong là lên số. Đánh lái ra cơ mà. Ui giời ơi. Đánh lái ra. Ui giời ơi, đi đâu thế này? Chặn thôi. Nó cứ cong cong kiểu. Ui giời ơi. Ui. Lùi mà số lùi. Hôm qua dạy nào đây? Đúng rồi. Nè. Đúng rồi, bắt đầu hiện lên cái màn hình như này. Rồi. Ui giời, đánh lái ra. Chui xuống rãnh rồi. Mày nói ít xem nào. Đấy, đánh lái ra ngoài này, đúng rồi. Nhìn đường, không phải nhìn số. Đấy, bụi chuối gì kìa. Né ra, chứ không phải đâm bụi chuối. Ui giời. Sao mày... chỉ để né ra. Chứ không phải là đâm bụi chuối. Rồi. Vẫn nổ thay. Đang nổ à? Ờ, vào xuống lùi ra chưa? Hôm qua dậy nào? Ui giời, thế nhầm số rồi. Rồi, nhìn đằng trước đây à.
nhìn nó đường, nó là bụi chuối. Ui giời ơi. Nhẹ nhàng thôi, còn điện đây này. Ôi giời ơi. Nơi tết túi khí đây. Con này làm gì còn túi khí đâu. Nùi của gì? Vào xuống nùi đây. Rồi nùi ra đi. Mẹ nó ít rồi riêng này. Ngu thế mà cũng làm chủ tịch được, sợ. Rồi đi tông cả vào con điện. Anh làm gì hết rồi chú xem nè. Đắng tức quanh vô à. Không ngủ được đâu. Thế mày đi lấy cái xe để kéo đi. Rưa chưa nắng. Ngủ thế mà còn làm chủ tịch. Mày sai là tổ đảng sức ngủ. Nắng ghê. Xe đâu? Xe đây. Á? Dây lên thầy. Em nghe gì không? Hỡi em. Ui, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey. Đi vậy. Đèn gì mà chói vậy? Ông tướng nửa tải kia không hiểu lắp thêm quả đèn đấy làm gì không biết. Vịt nhà bác nào, nhốt vào giúp cái, thả lông nhông trên cao tốc như này à, nguy hiểm thực sự. Ông Trăng nhỉ? Ông đang hỏi là cái gì kia anh ạ? Ông Trăng đấy. Trăng. Chú quậy ngồi ngước cái. Này là xanh mờ. Đất mờ, xanh mờ nặng như thế. Tình huống bác xe gắn cam hành trình từ trong ngõ đi ra, gặp ngay bố xe con màu trắng đi từ ngoài vào ngang ngược luôn, nhất quyết không chịu lùi xe, em mời các bác đón xem. Thank you.
Đấy là ngoài người già chứ. Người ta trong ngõ làm sao người ta nổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.